Nam anh em thấy không, vừa chín tới luôn nha các bạn. Nóng sang mời anh em ăn cháo chảo nha. Dăn mặt tôi vậy. Rồi chào tất cả anh em nha. Chú là khoảng 10 ngày nay Long Nguyễn chưa có đăng một cái video này trên kênh vlog nha các bạn. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm một video để ăn bể nha anh em. Đây chú Ba đang ngồi cột thun nha các bạn. Thay thun hả chú Ba? Thì chưa chân mới chiến gì đứt thun hay vậy? Cái thun này qua nay mới vườn lên đứt luôn, chưa bắn được viên nữa. Rồi chào mọi người đi đá. Chào mọi người. Ok, đây sang. Ui. Hello Nam. Rồi ok, thì hôm nay mấy anh em đang có mặt tại một cái cây sọp nữa nè. Đó, cái cây này hiện tại là đang chín nha các bạn. Đó, mình với chú Ba với Đa, chú là bốn chú cháu mình sẽ kiếm một mớ chim nha. Đó, để làm một mốt bịa. Là nghĩa bịa là ai mình ăn. Cắt kìa. Đúng không? Đúng rồi. Bịa là ăn luôn nguyên con nha các bạn. Đó, mình sẽ bắn xong mình nhỏ lông xong mình sẽ làm nguyên con cho bé Sang thưởng thức nha. Đó. Dám không Sang, dám ăn bịa không cưng? Chơi luôn anh ơi. Thử luôn ha. Thử coi làm sao. Cưng sao dám không? Bình thường anh. Bình thường hả? Sao? Mà quan trọng là tay mình có thể bắn kiếm khoảng mười mấy hai chục con nữa, mới đủ ăn, chứ một hai con sao đủ với cái bụng ăn các bạn. Này có lợi không kinh? Có lợi nhấp chân này. Quá trời lợi à. Mới đậu đọc không à. Lợi gì cũng ra. Có lợi nhiều sang. Quá nhiều nè. Thôi để anh bật cái lò lên nữa. Để anh túc nó cho nó có lợi không. Đậu đọc không à. Đâu, lại làm thử mới hàng xong. Gớm không? Gớm sang. Chưa, chưa. Hồi nãy trúng rồi chú ơi. Gớm vậy nè. Ủa khôn dữ vậy? Ừ, khôn nhất vô cây thôi nè. À, chú Ba với Sang cũng mới lại nha các bạn, tại là chưa có bắn được con nào nha. Đó, Sang nó bắn viên đầu tiên ôm biên con, bắn cho chảo không phải là một việc dễ nha các bạn, tại cho nên gặm dữ lắm luôn. Nó mình bắn phải sao rồi mình cho nó không tới con chim luôn mới trúng mới được, nó gặm lắm. Ôi dạ, chích là chim gì? Nhớ gì chích đó, chim xì ke hả? Chim xì ke. Đang đàn trà, đàn trà. Đó. Hay quá. Hay quá Nam ơi. Đó. Quá đỉnh Nam ơi. Một con đầu tiên các bạn. Ủa có con móc luôn kìa. Trời ơi con gì bằng. Kè qua quay với Sang vớt tôi cái chảo kìa đó. Cho giả đầu tiên nha mọi người. Này kia vẫn gì Sang có làm mới có ăn à. Phải rồi, có làm mới có ăn. Không làm thì ăn đồ bò ăn mất. Thế cho nó vuông. Nè mọi người. Anh nhìn mày trên, anh nhìn đứng không thấy. Bóc cổ nó ra. Nó làm cho nó tắt không? Bóc cổ lại là. Thôi mọi người. Gèo gèo. Cố gắng sao kiếm khoảng 15 con đó. Sòng sẹn luôn. Đục. Cổ điện thoại thơm. Mua điện thoại cổ, điện thoại thơm. Rớt, rớt, rớt. Rớt, rớt, rớt. Rớt, rớt, rớt. Rớt, 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 rớt. Rớt, rớt, rớt. Cỡ hai mọi người. Hai con nha anh em. Móc nữa hả? Rồi không móc. Còn xe này chú bài, xe móc hay lắm. Con này mới ngon này sang con vàng á. Ừ. Đồ quá em. Móc làm mấy thanh này mới thay trường nữa. Có con cò nào bay lên đáp cho bé Sang ra bắn người ta. Con còn áo ra nè. Con
gì mà nước không đây vậy Sang? Mới đá mày. Cây đây tao tứ đủ nước rồi, mày tứ nữa tao đi xuống dính dòm lắm chân nè. Ở này còn thứ ba nha anh em ơi. À, cưng gấp đưa qua đây nè, để lấy luôn cho. Không, cưng móc vô nãy đưa qua đây nè, khỏi lấy lên. Để cây ở đây em đi. Đưa lấy, lấy. Giới đừng con luôn rồi. Thắng nằm góc đó tôi lấy cây móc kìa, móc cho luôn rồi. Rớt thêm con đó mọi người. Rớt không? Quá đỉnh luôn á chứ. Không rớt gì. Hay quá anh. Thấy đuôi được rồi. Thấy đuôi thì biết có chim nữa rồi. Mập lên lắm trời ơi. Má nó mà mập lắm cái gì trời, bắn rớt nguyên cu rồi. Kìa, chạy kìa. Đó. Thì vô cái vậy ở nhà tao đó nha. Để lấy cây đè nó xuống luôn à. Để ra quay đi, ra quay cho anh Sang luôn. Sang bội ra. Lý Sang bội ra. Đó. Sang rồi. Rồi lấy cây dớt đi em, lấy cây dớt đi. Ra sao vậy? Con ơi. Con anh em. Nãy giờ mới được con nghe anh em. Nói chung là hết bịch bìm á. Nói chung là xe nhỏ bắn 100 viên quá đừng viên đó quên. Tưởng ngoài này không có bị chảo đâu. Rồi chào các bạn luôn nha. Thì hồi sáng là mấy anh em mình đã tiêu chí 15 con nha các bạn. Nhưng mà hiện tại là mấy anh em mình đã bắn dư số lượng 1 con là 16 con các bạn. Đó, và đây thành phẩm mấy anh em mình sau khi làm xong nha. Hoàn toàn là mình không có mổ nha các bạn. Đó, mà để gì mình nướng nguyên con luôn. Cho Sang với Đa sẽ ăn nguyên cái bìa luôn. Để chú Ba thử chú Ba. Chú Ba thử món bìa cho chảo không? Chú thử thấy Sang ăn ngon quá. Đây anh em. Chưa ăn mà chú Ba nó ngon rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6. Ok.
Giờ mấy này mình chuẩn bị nhúm than đi, nhúm than bắt đầu nướng nha các bạn. Sẽ làm trái nước chấm cho nó thật là hấp dẫn đi, ăn ngay kèm với rau được ha. Ok. Nói chung là cái gì quên đó, cái tại cái phần đầu thì quay lên trên YouTube nó hơi phân cảm nha, cho nên đảm không có để đầu nha. Đảm sẽ để cái đầu đó tí xíu mình sẽ nướng riêng nha các bạn. Rồi bắt đầu lên nha các bạn. Con này là con chim xanh xanh, con kêu bằng cu gốc các bạn. Cái này anh em đừng nên để phô công nha, nó gắt là thôi. Còn mấy chảo chảo anh em cứ nướng thoải mái. Mình vẫn đúng 15 con chảo chảo luôn các bạn. Có đúng một con cu gốc các bạn. Tháng này trái cây không ha. Sang. Vì ăn chảo mình là có trái cây. Nó ăn mấy trái nãy đó, trái nãy mình ăn không? Êm không? Ngọt khác. Ngọt sao? Hồi sáng vậy là nói bắn 25 con được. Chị nói chị hai 15 con là đúng, 15 con là 15 con đúng luôn à. Không được con thứ 16 luôn các bạn. Đứng túc hoài không có lợi luôn. Rồi con này thỉnh đỏ chứ ba. Đỏ lên cổ rồi. Rồi sau 30 phút nướng thì cuối cùng cái món chảo chảo nướng bệ chúng ta đã chín nha các bạn. Đây đũa đây, đều đây, đây hấp đi chưa? Anh em thấy không? Vừa chín tới luôn nha các bạn. Nóng sang. Dạ. Hôm nay phải gì không? Hôm nay mấy anh em mình sẽ ăn bịa nguyên con với các bạn, là ăn luôn những cái phần trong của con chảo chảo luôn các bạn. Đó, cùng với cơm nha. Sàn với gà chú ba. Đó, giờ chú ba đang nướng một cái phần đầu của mấy con đó sau nha các bạn. Thì cái phần này hơi phân cảm chút xíu cho nên mình không quay được. Rồi ra đây cho ba bị phim nha. Ra đây nó mà đang quay phim này nó quậy nè các bạn không cảm nha. Né đi cho ba quay phim nha. Né đi cho ba quay cái cho ba quay chú sang cái đi. À đó. Để mình giới thiệu sơ sơ cho anh em biết nha. Đó, đây là chén chấm. Nó cục rồi luôn á. Và đây là chén chấm thần thánh của mấy anh em mình các bạn đó. Ăn cùng với cà chua nè, đậu bắp nè, dưa leo. Dưa đây mình có bắp chuối sáp luộc nha anh em. Anh em thấy hấp dẫn không? Tôm nè. Xong chưa vô chú ơi? Rồi. Rồi vô. Nhập tiệc đi. Thôi cho sang ngồi giữa đi chú ba. Với thằng đã ép thằng Giang đi. Xích vô cân, xích vô đi bình thường. Ừ. Rồi. Cho cưng mấy hàng luôn đó. Nè. Anh em coi sang ăn nguyên con này nhé các bạn. Dớt thổi rồi lên rồi, đắp cái vô. Không cưng ăn bình thường đi, cái đó nó có mổ bụng đâu mà nhét vô được. Mời anh em ăn chào chảo nha. Dăng mặt tôi vậy. Rồi còn cái giò luôn đó các bạn. Sao phải sao em? Ngọt không? Thịt ngọt không? Thịt mới ngọt, nó ngọt mới nhờ mới cái phần nước ở trong á, nó chảy vào đó. Thơm quá. Thôi chú ba dùng đi chú ba, dùng đi chú ba. Chào ra làm trước cái nó đi con. Đây nè, mình nhiều mà. Nè đi cưng. Quá tuyệt, quá tuyệt. Đó, con. Có mười mấy con, 16 con nhường cho ba chú cháu ăn đó. Đó, đậu lên. Thấy không? Kèm với tỏi hấp dẫn nha các bạn. Ôi giời ơi, nó chảy. Nóng. Mời mấy anh em luôn nha. Ăn chảo chảo nướng mội nè. Ăn bệ luôn. Ăn bệ luôn.
đây mọi người nha. Quay xong rồi nha. Thấy sao ta? Còn nóng ăn nó đã hay chưa bà? Nóng ấm. Nó ngọt. Nước nó chảy ra chồng mình đã không? Cho thằng Đa chế cà chua kìa. Ăn gì lấy đi cưng. Ra mà nhóc đó. Ăn cà chua ăn dưa leo. Đồ bắp hả? Cay không? Ăn cay được không? Thề không? Mới thề thề hả? Sẵn cho chị ớt. Nè anh em coi nè, đó mình đang quay, mình lấy cái này, lấy cái nón lên đội cho mình nè. Đó, anh em thấy không, giỏi hết biết gì đó. Rồi chưa đồ chắc chảy cái cổ tôi luôn quá. Rồi giỏi quá, chừng nghe cái cốt. Túi rồi không cho ngoài đi cơ, ngoài cho ba quay anh đi chú ba, thấy còn đó im không, còn nữa còn. Mà nó không có mùi vị vậy nha. Nó ngọt thôi à, chứ nó không có phải mà ăn bịa nó cái như cái mùi vị vậy. Thì tánh ăn trái cây mà. Ừ, không có cái gì. Bữa nay làm thử ra ngọt dữ lắm nè. Mà trong mình nó là không có gì. Dạ. Bước chuối luộc chín rồi, ok. Ớt này nè em. Hấp dẫn, hấp dẫn. Mời anh em thêm miếng nữa nha. Hết luôn chú ạ. Con mình phải sẵn tự nhiên nè. Thơm mặt quá đi bà. Sang ăn thấy thèm luôn chú ạ. Sang ăn giảm thấy thèm. Đa ăn thấy thèm rồi đa. Một lần nè. Mời mấy anh em luôn nha. Đà chấm vô luôn nè, đừng chấm lúc vô đây. Ăn gì mới đã. Thằng anh sang chỉ không? Em mong nữa nha. Anh sang ăn thêm miếng nữa. Đúng rồi, đá banh ăn đậu bóc là đúng rồi đó. Cái nhớ rồi vô. Đúng rồi. Ăn tôm. Kèm này vô em. Cay chịu sao nổi. Ngọt chay. Quá ngọt rồi. Thịt ngọt không Đạt? Ngọt. Anh hồi xưa giờ anh chưa ăn món to cho chảo nguyên con này lần nào cũng chưa. Không có mùi là hôi mùi gì đó, trong mình nó xương nó giòn lắm. Gớp gớp rồi. Chà ăn thử chuối ra. Nè nó bụng ăn cơm đi. Hả? Chua nhiều tốt mà. Chỗ à, không đi ngoài con, vô đây nè. Làm lấy thèm quá chú, lẽ mình lụm con luôn chứ chú bà. Thử đi con, thử đi. Còn mời anh em thử con luôn anh em ơi. Mình bắn 14 con. À, chú ba bắn 2 con chú ba. Ừ. Đây là cái này là vết bắn chứ không phải vết mổ luôn anh em. Hấp dẫn. Kêu vào cái nhà nha.
nước nó còn cái nước nó ngọt ha. Ừ. Quá ngọt. Ừ. Cái khó chơi. Đó. Im không Đạt? Thơm ha. Vừa chín tới ngọt. Mỗi con 2, 4, 6, 8 con. Nãy mang có 8 con à? Ừ. Giờ ăn quốc chớt, cái giờ thấm hay vậy? Quá đã. Cái chén đó không là 8 chớt rồi đó. Nóng nóng cứ nha. Nóng cái con. Đây đây là nóng. Đây nha. Tưởng nó bẻ nó bỏ. Bẻ bỏ đường hả? Không cái đít. À dạ nó lao thơm. Nghĩ nghĩ chú ba. Nhường nó luôn hả vậy? Cái này nhường cho hai đại với nè. Giờ mấy chuối nó ngọt ghê hắn à. Chuối nó bùi. Cơm lần sau đi, lần sau kiếm tô hú vài con ăn. Tô hú này nó tính tới số cái gì? Tô hú nãy mà chú ba không nói chuyện là nó đâu quay liền. Không có thấy màu xám xám rồi ta. Màu xám bọc. Tại mấy con chim nó mình nói chuyện nó nhát lắm. Nữa rồi, tại thấy chú ba thấy giờ ở dưới mà thấy bún này thù lùi ra thôi. Cái gì mà bún dứt chặt. Chú ba cần giống tô hú đó, là con biết liền. Trình miệng nước kìa. Anh ấy cân con nước dữ hả? Cay chứ không cay, chén nó cũng cay nè. Mà không cay gì, chén nó hồi thấm á. 8 chén cho nhiều. 8 chén. Ướt sao mà sâu. Ướt sao mà sâu. Bữa nào mình kiếm mấy con tô hú mà nó già thì già đưa cho sáng ăn thử. Ừ. Hú già thì tới dai thơm lắm. Bây giờ còn có lỗ mà. Dạ. Ngon. Chú ba chú ba chừng đi đường. Này giờ anh đi cái đó. Rồi video tới đây Đông Nguyễn xin kết thúc nha. Thì clip sau anh em thích tem mình làm về tiêu đề gì á thì anh em hãy để phần comment giùm Đông Nguyễn nha. Ok bye bye tất cả mọi người nha. Bye. Vào tiêu rồi. Qua đi.